Kìa mùa gặt đang tới, đồng lúa đã chín vàng, các con đã sẵn sàng mang lúa về cho ta. Mùa gặt thì thật chung, song con gặt thì thiếu, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho ta? Kìa mùa gặt đang tới, nào có mấy ai ra đồng ai ơi, một cánh đồng vàng bao la ngút ngàn. Chúa đang mời gọi mỗi chúng ta bước vào cánh đồng, hằng xây hai bao lúa mang về cho cha. Kìa mùa gặt đang tới, mùa gặt lan ra khắp nơi, muôn nước muôn người suy tôn Giê-xu. Người đi trong nước mắt sẽ gặt lấy mừng vui. Lạy Cha yêu dấu ơi, xin hãy sai con đến trong mùa ngày. Cảm ơn Chúa, xin lời ái kính chào Hội Thánh. Như lời cụ Hiền nói đó, tới quan ngưỡng 40 rồi có nhiều cái mình muốn cầm giữ cũng không cầm giữ được. Hôm nay quý vị thấy là tôi lên trên đây, tôi đứng tôi có mang thêm cái vật dụng ngoài thân. trong tháng vừa qua đó, tự dưng, cái này là tự dưng thôi, con mắt đang sáng bình thường, cái tự dưng cái nó hết thấy đường, cái màn kiến vô nó mới thấy. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta có thời giờ chúng ta cùng học lời của Chúa. Ngày hôm qua đó, ngày hôm qua giờ này là tôi còn lên đên trên biển. Nhưng cảm ơn Chúa là ngày hôm nay giờ này thì tôi được đứng ở đây. Khi mà lên đên ở trên biển đó, mình mới thấy rằng con người mình nó rất là nhỏ bé. Mình thấy mình chẳng là cái gì cả. So với cái vùng biển mà mình đang đi, nó chỉ là một vùng biển nhỏ thôi. Nhưng mà mình thấy rằng nếu mà nhìn đó, người khác nhìn đó, chắc họ không thấy chúng ta ở đâu đâu. Nhưng mà có một điều là Chúa vẫn thấy chúng ta, đúng không ạ? Cảm ơn Chúa ngày hôm nay tôi có mặt ở tại nơi đây. Và ngày hôm nay cái chủ đề mà tôi đem đến cho Hội Thánh đó là đối mặt để được tự do. Thật ra thì cái cụm từ tự do chúng ta luôn nói, cái cụm từ tự do chúng ta luôn muốn. Và lời của Đức Chúa Trời nói rằng các ngươi biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Hay nói khác hơn là chúng ta biết lẽ thật, chúng ta sẽ được tự do. Nhưng thật ra thì có những người khi nghe lẽ thật rồi, họ lại không được tự do, mà họ lại còn bị cuộc chặt hơn. Khi nghe lời Chúa rồi, họ lại không được tự do, mà họ còn bị gọi là bị cột chặt hơn ở trong những cái nan đề của họ. Lý do là tại sao? Thì lý do được trả lời ở trong cái tiêu đề của cái bài học của chúng ta ngày hôm nay: đối mặt để được tự do. Và cái câu kinh thánh rất là nổi tiếng của Gia-cốp đã nói sau khi Gia-cốp đã vật lộn với thiên sứ của Chúa suốt một đêm. Chúng ta nhớ cái câu gì không ạ? Tôi đã đối mặt cùng Chúa và linh hồn tôi được giải cứu. Sáng Thế Ký đoạn 32 câu số 30. Và đó cũng là cái câu gốc chủ đề của chúng ta. Chúng ta cùng mở ra Sáng Thế Ký đoạn 32 câu số 30.
Chúng ta theo dõi, tôi sẽ đọc câu Kinh Thánh này, bởi vì có một câu thôi. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Chúng ta biết rằng cái cuộc đời của Gia-cốp, từ khi ông ở trong lòng mẹ thì ông đã bắt đầu vật lộn rồi, phải không ạ? Từ khi ông ở trong lòng mẹ là ông đã bắt đầu vật lộn rồi. Chúng ta có biết là ông vật lộn cái gì với cái gì không? Ông vật lộn để ông được phước. Ông luôn luôn vật lộn với để ông được phước. Và thậm chí thì khi thiên sứ đến với ông, thiên sứ nói rằng trời sáng rồi, thôi để cho ta đi, thì ông cũng nói thế nào? Không ban phước cho tôi không để cho người đi. Ông luôn luôn vật lộn. Từ khi ông còn ở trong lòng mẹ thì ông đã nắm gót ông anh mình. Khi ông lớn lên, ông ở trong gia đình thì ông tìm cách để ông chiếm lấy cái quyền trưởng nam của ông anh mình. Rồi ông tìm cách để ông nhận lấy cái lời chúc phước của cha mình. Rồi khi ông bị ông anh rượt đuổi chạy ra khỏi nhà, ông tìm cách để ông lấy vợ. Khi không có tiền, những người nào bây giờ muốn lấy vợ mà không có tiền đã học cách Gia-cốp nha. Rồi sau khi ông bị cha vợ gọi là nhiều lần thay đổi công giá, thì ông cũng tìm cách để ông lấy tất cả những gì của cha vợ về cho mình. Ông tìm cách ông vật lộn. Và đến bây giờ khi ông đối diện với thiên sứ của Chúa thì ông cũng nói thế nào? Không ban phước cho tôi, tôi không bỏ, tôi không để cho người đi. Thật ra thì đây là cái tâm trạng, hay là đây là cái vấn đề của tất cả con người chúng ta. Từ khi chúng ta sanh ra trên đất này, từ khi chúng ta biết được cái chúng ta biết nhận thức được, thì chúng ta đã bắt đầu vật lộn. Và mục đích của tất cả mọi sự đau khổ, mục đích của tất cả những cái nặng nề, những cái mệt nhọc, những cái lao khổ trong đời sống của chúng ta, nhằm mục đích để làm gì? Để cho chúng ta có được cái gì đó của đời này. Chúng ta luôn luôn vật lộn. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta thấy nó có một cái trật tự, hay là một cái chu kỳ ở đây. Chúng ta cứ bị cuốn theo hoài. Khi ta chưa có gì cả thì chúng ta cũng sống, phải không ạ? Và chúng ta bắt đầu chúng ta vật lộn, chúng ta tìm kiếm. Và khi ta có được một chút rồi thì chúng ta cũng sống như vậy thôi. Nhưng mà có điều là trong lòng chúng ta nó không có thỏa lòng. Chúng ta lại muốn làm gì? Lại muốn có nhiều hơn. Rồi chúng ta có nhiều hơn rồi làm gì? Chúng ta lại muốn có nhiều hơn nữa. Và cái vấn đề ở đây đó là chúng ta càng muốn như vậy thì con người bên trong của chúng ta nó càng ngày nó càng nghẹt ngồi. Và ông Gia-cốp cũng vậy. Ông muốn và ông có, ông muốn và ông có. Nhưng có một điều đó là cái điều ông cần ông không nhận được, cho đến khi ông nói rằng ông đối mặt cùng Chúa, thì lúc đó cái điều ông cần mới thật sự đạt được. Đó là gì? Sự tự do, linh hồn được giải cứu. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái sự đối mặt này. Thật ra thì để cho Gia-cốp thật sự được tự do, và để cho Gia-cốp có thể nhận được cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho ông, thì không phải ông chỉ đối mặt với Chúa, nhưng mà có nhiều cái ông cần phải đối mặt. Và ngày hôm nay tôi sẽ nói học với Hội Thánh 4 điều mà Gia-cốp đối mặt. Và khi chúng ta học 4 điều mà Gia-cốp đối mặt ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng có chúng ta ở trong đó. Và Gia-cốp muốn được tự do thì Gia-cốp phải đối mặt với tất cả 4 điều này. 4 điều đó là gì ạ? Điều thứ nhất, bởi vì cái phần Kinh Thánh nó rộng cho nên tôi chỉ tập trung một trong cái câu Kinh Thánh, câu gốc thôi. Nhưng mà còn cái phần Kinh Thánh chúng ta học thì nó rất là rộng, nó cả cái câu chuyện của cuộc đời của Gia-cốp lận. Chúng ta biết rằng sau khi Gia-cốp gạt cha của mình để nhận lấy cái lời chúc phước, thì điều gì đã xảy ra với Gia-cốp? Gia-cốp bị anh mình tìm cách giết, đuổi giết, và Gia-cốp đã chạy trốn qua nhà của La-ban. Và Gia-cốp đã ở tại nhà La-ban bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 20 năm.
Gia-cốp đã ở tại nhà La-ban 20 năm. Mặc dù, chúng ta thấy thế này, mặc dù Gia-cốp ở tại nhà La-ban 20 năm, ở trong đó hết 14 năm là đã làm việc không công rồi. 10 lần bị La-ban thay đổi công giá, và thậm chí là bị La-ban đối xử rất là ngặt nghèo. Ngặt nghèo ở chỗ nào? Ông nói như thế nào? Trong những năm mà ông chăn chiên cho La-ban đó, thì nếu như cái con thú nào, xin lỗi, cái con vật nào mà ông chăn đó mà lỡ bị con thú nó giết đi, thì ông phải đền lại con đó. À, tức là ông bị một đối xử một cách rất là ngặt nghèo. Nhưng mà đổi lại thì ông cũng có được những cái gì mà ông muốn. Ông cũng có vợ, ông cũng có con, ông cũng có được tài sản. Và cái vấn đề ở đây đó là khi bởi vì ông được như vậy đó, cho nên ông không bao giờ có ý định muốn trở về quê hương. Nhưng mà có một điều đó là để có thể nhận lấy được sản nghiệp mà ông đã vật lộn lúc trước đây đó, để nhận lấy cái sản nghiệp từ cha giao lại cho ông, thì ông phải trở về quê hương. Ông không thể nào ở nơi nhà La-ban tiếp tục. Nhưng mà bây giờ ông đối diện trước hai vấn đề. Một, đó là mạng lệnh của Chúa dành cho Gia-cốp. Chúng ta xem mạng lệnh đó là gì. Sau 20 năm ông ở nhà La-ban thì Chúa đã nói với ông thế này đây. Sáng Thế Ký đoạn 31 câu số 3. Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Sau 20 năm thì Chúa mạng lệnh cho Gia-cốp phải trở về quê hương của ông. Trở về quê hương để làm gì? Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng biết hết mọi sự, và Đức Chúa Trời là đấng Ngài nắm tương lai, nắm sự sống của chúng ta, nắm thời gian của chúng ta trong tay của Ngài. Và Ngài biết rằng Gia-cốp chuẩn bị qua đời. Xin lỗi, Ngài biết rằng Joseph chuẩn bị qua, Isaac chuẩn bị qua đời. Ngài biết rằng Isaac chuẩn bị qua đời. Và khi Isaac qua đời thì cái sản nghiệp phải được thừa kế. Nhưng mà lúc này Gia-cốp đang ở đâu? Còn ở nhà La-ban. Nếu còn ở đó thì không thể nhận được cái sản nghiệp thừa kế này. Cho nên Chúa kêu gọi Gia-cốp là phải trở về quê hương. Nhưng để nhận lấy cái mạng lệnh này thì Gia-cốp đối diện với hai vấn đề. Một, đó là mạng lệnh của Chúa, ông phải trở về quê hương. Nhưng để trở về đó thì ông phải từ bỏ cái nơi mà mặc dù ông có lao khổ, mặc dù ông có bị lừa dối, mặc dù ông có bị thay đổi công giá, mặc dù ông có thể bị đối xử hà khắc, nhưng mà ông vẫn có, từ nơi đó ông cũng có tài sản của mình. Ông phải từ bỏ cái chỗ đó để ông trở về và ông đối diện với một vấn đề mà ông sợ nhất. Đó là anh của ông, Ê-sau. Từ bỏ cái nơi mà mình có mọi thứ về đời này, cuộc sống coi như là tạm an ổn, để đi trở về một cái nơi mà tại nơi đó biết chắc rằng có thể vừa bước chân đến đó mạng sống không thể giữ được. Chúng ta suy nghĩ về nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ nghĩ gì? Không về đâu. Thật ra ngày hôm nay chúng ta đối diện với điều này rất là nhiều. Chúng ta ở ngoài xã hội đó, chúng ta phải vật lộn ngoài xã hội, phải không ạ? Chúng ta ở ngoài xã hội, chúng ta bị người ta lừa gạt cũng nhiều, phải không ạ? Bị người ta thay đổi công giá cũng nhiều, phải không ạ? Thậm chí là người ta nói là phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có mà ăn, đúng không? Nhưng Chúa kêu gọi chúng ta trở lại với Chúa để nhận lấy phước hạnh của Chúa. Điều rất là đơn giản là trở lại để nhận lấy. Nhưng mà chúng ta không dám từ bỏ cái nơi mà chúng ta thấy rằng nó là bể khổ, để chúng ta đến cái nơi đó là sự phước hạnh. Lý do tại sao? Chúng ta cũng đối diện với những cái nỗi sợ, chúng ta cũng đối diện với những cái sự lo lắng. Giống như Gia-cốp, ông đối diện với cái gì? Đối diện với Ê-sau, nỗi sợ của ông, sự nguy hiểm của ông, cái mối đe dọa mà ông biết rằng nó đang ở đó. Ngày hôm nay, đôi khi chúng ta
ai đó kêu gọi chúng ta, chúng ta tận hiến cho Chúa, bắt đầu chúng ta cũng đối diện với cái nỗi sợ. Bây giờ đi theo Chúa lấy gì để sống? Đi theo Chúa lấy gì để ăn đây? Đi theo Chúa lấy gì để những nhu cầu của tôi? Vân vân, rất là nhiều thứ để chúng ta sợ. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa muốn Gia-cốp phải về, cho nên Chúa đã kêu gọi Gia-cốp là hãy trở về quê hương và bà con của người. Và Gia-cốp phải đối diện với cái gì? Đối diện với anh mình, đối diện với sự nguy hiểm, sự nguy hiểm đến cả mạng sống nữa, đối diện với một cái nỗi sợ rất là lớn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chúng ta rất là tốt lành và rất là tuyệt vời ở đây. Ngài không để cho Gia-cốp đối diện với cái nỗi sợ đó một mình. Ngài có những cái phương cách của Ngài. Và cái phương cách của Ngài là gì? Chúng ta sẽ xem tiếp, chúng ta sẽ thấy. Chúng ta quay trở lại ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 32. Chúa đã kêu Gia-cốp trở về quê hương để nhận lấy sản nghiệp. Nhưng trở về đó thì Gia-cốp phải đối diện với anh mình, đối diện với nỗi sợ. Nhưng mà Gia-cốp đã vâng lời, Gia-cốp đã đi. Mặc dù khi Gia-cốp vâng lời và Gia-cốp đi, Gia-cốp còn sợ không? Vẫn còn. Còn ở chỗ nào? Ông đi một đoạn, ông lại gửi bầy súc vật đi trước, đúng không ạ? Ông đi một đoạn, ông lại gửi bầy súc vật đi trước để làm gì? Ông nói thế này nè, để cho anh của ông nguôi giận. Bởi vì điều đó cho chúng ta thấy rằng cái nỗi sợ của ông nó rất là lớn. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài hành động ở chỗ này. Trước khi Chúa để cho Ê-sa và Gia-cốp gặp nhau, thì Chúa đã cho Gia-cốp đối diện với hai vấn đề khác. Đó là trong cái đêm mà Gia-cốp vật lộn với thiên sứ, thì trong đêm đó Gia-cốp đã đối diện với hai vấn đề. Vấn đề gì ạ? Vấn đề thứ nhất đó là sau khi vật lộn thì thiên sứ nói rằng trời sáng rồi, để cho ta đi. Gia-cốp nói người không ban phước cho tôi không cho người đi đâu. Thì thiên sứ hỏi rằng tên ngươi là chi? Tôi đố quý vị, tại sao thiên sứ lại hỏi tên của Gia-cốp là chi? Thiên sứ biết Gia-cốp không? Nếu không biết mà nếu không biết ai đó mà đi vật lộn suốt đêm là vấn đề ạ. Đúng không ạ? Biết mới vật lộn suốt đêm chứ. Nhưng mà đã biết chính xác Gia-cốp là Gia-cốp rồi, nhưng tại sao thiên sứ lại hỏi tên ngươi là chi? Khi nói về tên, khi thiên sứ nói về tên, thì ngoài cái nghĩa là đó là danh xưng, thì nó còn có nghĩa thiên sứ muốn, Kinh Thánh muốn nói đến đó là uy quyền và bổn tính. Thì ở tại nơi đây thiên sứ không muốn hỏi tên họ của ngươi là chi, nhưng tại đây thiên sứ muốn hỏi rằng bản tánh của ngươi là chi. Tại sao thiên sứ lại hỏi như vậy? Thiên sứ muốn Gia-cốp đối diện với chính mình, đối mặt với chính mình. Tên ngươi là chi? Để cho Gia-cốp tự đối diện với chính mình, Gia-cốp tự nhận biết mình là chi. Và khi Gia-cốp nhận biết mình là chi, mình là như thế nào, thì Gia-cốp mới có thể nhận được cái sự tha thứ, nhận được cái sự biến đổi. Và chúng ta thấy rằng Gia-cốp đã trả lời ông là gì? Ông nói rằng tên tôi là Gia-cốp. Ông không có biện hộ là tại cha tôi, tại mẹ tôi đặt tôi như vậy, chứ thật ra bản tánh của tôi thế này, bản tánh của tôi thế kia. Ông không nói như vậy. Nhưng mà khi thiên sứ hỏi rằng tên ngươi là chi, thì ông nói tên tôi là Gia-cốp. Và điều này có nghĩa là chúng ta đem cái ý nghĩa của cái chữ tên đó vào. Thiên sứ hỏi rằng bản chất của ngươi là chi, thì Gia-cốp trả lời tôi là người nắm gót, tôi là người chiếm vị, tôi là kẻ lừa đảo. Ông dám xưng nhận ra. Và chúng ta thấy rằng ngay khi ông xưng nhận ra, thì Chúa đã ngay lập tức thay đổi cái bản chất của ông. Ông vừa nói rằng tên tôi là Gia-cốp, thì thiên sứ nói thế nào ạ? Ngươi không còn là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel.
Và đây là cái điều mà Chúa muốn chúng ta đối diện. Khi ta đối diện với chính chúng ta rồi thì ngay lập tức chúng ta sẽ được đối diện với Chúa. Nhưng mà đối diện với Chúa để làm gì? Chúng ta đối diện với Chúa không phải là để chịu phán xét nữa, nhưng chúng ta đối diện với Chúa để được thương xót, để được tha thứ, để được biến đổi. Và chúng ta để ý trong Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời luôn luôn có cách, hay là luôn luôn cho những người phạm tội có cơ hội để đối diện. Nhưng người nào tận dụng được cái cơ hội đó, người đó sẽ được tha thứ. Còn người nào không tận dụng được cơ hội đó, người đó sẽ không được tha thứ. Ngay ở trong vườn Ê-đen, khi Adam và Eva ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, và họ trốn ở trong bụi cây, Chúa đã gọi Adam. Adam, ngươi ở đâu? Adam nói gì? Tôi nghe tiếng Chúa và sợ, cho nên trốn ở trong bụi cây, bởi vì tôi lõa lồ. Chúa lại hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn chăng? Tại sao Chúa lại hỏi câu hỏi này? Chúa biết họ ăn trái cây biết điều thiện điều ác không? Biết, đúng không ạ? Chúa biết ăn cái đó rồi họ lõa lồ không? Biết. Và Chúa biết vì điều đó mà họ sợ, họ trốn không? Rồi Chúa biết họ trốn ở chỗ nào không? Biết. Nhưng tại sao Chúa lại hỏi nè, Adam, ngươi ở đâu? Chúa cho phép Adam đối diện. Và nếu như lúc này Adam dám đối diện, Chúa ơi, xin tha thứ cho con, bởi vì con đã ăn cái trái cây mà Ngài cấm rồi, bây giờ con bị lõa lồ. Chúng ta nghĩ Chúa tha thứ không? Chắc chắn Chúa tha thứ. Nhưng có một điều là sau khi Chúa hỏi tất cả những câu hỏi đó, Adam làm gì? Cầu thủ bóng đá nổi tiếng đầu tiên là Adam. Ông đã truyền bóng một cách rất là chính xác và cho Eva. Người nữ mà Chúa đã để gần tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Và một cái pha bật tường rất là điêu luyện của Eva, đó là Adam vừa truyền qua, Eva bật tường một cái vô gôn luôn, trúng ngay Satan. Con rắn nó dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Họ không dám đối diện. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta đối diện với nan đề. Chúng ta dám đối diện với nan đề. Chúng ta dám đối diện với những cái điều, những cái việc làm sai chật của chúng ta. Nhưng có một điều là chúng ta lại không dám đối diện để chúng ta được tha thứ. Thậm chí là chúng ta để cho đời sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta cứ gặp cái kẻ thù nghịch của chúng ta, mỗi ngày chúng ta cứ gặp những cái nan đề, mỗi ngày chúng ta cứ gặp sự chống đối, mỗi ngày chúng ta cứ gặp hoạn nạn, mỗi ngày chúng ta cứ gặp gánh nặng, mỗi ngày chúng ta cứ gặp sự đau đớn ở trên đời sống chúng ta liên tục. Nhưng chúng ta chỉ cần đối diện với vấn đề cần đối diện để ta được giải phóng ra khỏi tất cả mọi điều đó, thì chúng ta không dám đối diện. Giả dụ như hai vợ chồng cứ trục trặc với nhau, cứ gây nhau. Cái vấn đề cần đối diện đó là không phải là hai vợ chồng đối diện với nhau rồi không thèm nhìn mặt nhau. Cái không, hai vợ chồng không cần thiết phải đối diện với cái bầu không khí nặng nề trong gia đình. Nhưng mỗi người cần đối diện với chính mình, mỗi người cần đối diện với cái sai của mình, mỗi người cần đối diện với cái khuyết điểm của mình và nhận ra nó, thì chúng ta sẽ được giải phóng. Hôn nhân chúng ta cũng được giải phóng, mối liên hệ chúng ta cũng được giải phóng. Nhưng có một điều, đối diện với cái điều để chúng ta được giải phóng, chúng ta lại không chịu đối diện. Chúng ta cứ lần lửa, chúng ta cứ tìm cách, chúng ta quẩn quanh, chúng ta cứ tìm cách chúng ta đổ lỗi, giống như Adam đổ cho Eva, Eva đổ cho con rắn. Lúc đó con rắn nó nhìn xung quanh không có ai hết, không lẽ nó đổ cho Chúa, cho nên nó không dám, cho nên nó thôi. À, cho nên là Chúa muốn Gia-cốp, để trước khi mà Gia-cốp phải đối diện với cái nỗi sợ của Gia-cốp, cái nỗi kinh hãi thật sự của Gia-cốp, thì Chúa muốn Gia-cốp phải đối diện với chính mình trước. Ngày hôm nay cũng như vậy. Chúng ta, mỗi một người chúng ta có những cái nặng nề ở trong đời sống của chúng ta. Mỗi một người chúng ta có những cái hoàn cảnh ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có những cái áp lực trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta chưa chịu đối diện với chính mình.
Chúng ta chưa chịu nhận ra cái sai của mình, chúng ta chưa chịu nhận ra cái sự yếu đuối của mình, thì cái nan đề, cái gánh nặng và cái áp lực đó của chúng ta cách nào đi nữa cũng không thể giải quyết được. Nhưng mà ở đây Chúa kêu Gia-cốp trở về, nhưng trước khi Gia-cốp đối diện với anh của mình thì Chúa đã cho Gia-cốp đối diện với chính ông trước, để ông có cơ hội, ông nhận ra, ông xưng ra cá nhân của ông là như thế nào. Và chúng ta thấy có một điều đặc biệt thế này nè. Ngay khi Gia-cốp nói tên tôi là Gia-cốp, thì thiên sứ nói gì? Ồ, không ngờ, ta không ngờ Đức Chúa Trời lại yêu thương một người lầm như vậy. Ta không ngờ Đức Chúa Trời lại yêu một cái người mà lừa đảo, lừa cha, lừa mẹ, lừa anh, lừa chị, lừa cha vợ, lừa hết mọi người. Ta không ngờ như vậy. Thiên sứ nói vậy phải không ạ? Chứ thiên sứ nói sao? Tên người không còn là Gia-cốp nữa. Gia-cốp nói tên tôi là Gia-cốp. Thiên sứ nói tên người không còn là Gia-cốp nữa. Ngày hôm nay cũng như vậy, Chúa cho chúng ta cơ hội để ta đối diện với Chúa. Chúa ơi, con là người còn cái tánh nóng nè. Chúa ơi, con có tính gia trưởng nè. Chúa ơi, con còn phạm tội này nè, con còn phạm tội kia nè, con còn yếu đuối chỗ này nè, con còn yếu đuối chỗ kia nè. Thì ngay khi chúng ta xưng ra, Chúa sẽ nói gì? Ngươi không còn như vậy nữa. Ngươi là như thế này. Khi Gia-cốp dám đối diện với chính mình, thì ngay cũng là lúc Gia-cốp đối diện với Chúa, và Chúa biến đổi bản tánh của Gia-cốp. Cho nên đây cũng là cái sự đối mặt này của Gia-cốp, cũng là một cái nguyên tắc cho đời sống của chúng ta, để làm sao chúng ta thay đổi. Nếu chúng ta không chịu nhìn chính mình, không nhìn thấy chính mình, thì không bao giờ có sự thay đổi. Nhưng có một điều, cái nan đề của chúng ta ngày hôm nay đó là gì đây? Chúng ta không nhìn mình, mà chúng ta thích nhìn người khác. Chúa thì Chúa nói là trước khi chúng ta muốn lấy cái dầm trong mắt anh em mình, thì phải lấy cái gì trong mắt chúng ta? Lấy cái đà trong mắt chúng ta. Nhưng có điều ngày hôm nay chúng ta cứ nhìn thấy cái đà trong mắt, xin lỗi, cái dầm trong mắt người ta thôi. Còn cái đà trong mắt mình thì chúng ta không chịu nhìn tới. Và khi chúng ta không chịu nhìn tới, chúng ta cứ chỉ cái đà trong mắt người kia, thì người kia sẽ, xin lỗi, chúng ta chỉ cái dầm trong mắt người kia, thì người kia sẽ chỉ lại cái đà trong mắt chúng ta. Và thế là thế giới này nó trở thành cái gì ạ? Chỉ qua, chỉ lại, chỉ qua, chỉ lại. Và cuối cùng có ai tốt đẹp không? Chúng ta thấy nan đề và mọi cái nguyên nhân nó dẫn đến cái hôn nhân tan vỡ ngày hôm nay là lý do gì? Ông chồng chỉ bà vợ. Rồi làm gì nữa? Bà vợ chỉ ông chồng. Ổng như vậy đó. Cái gặp ông chồng nói gì? Bả như vậy đó. Nhưng mà mọi người lại không chịu nhìn lại chính mình. Có một lần tôi đi học, tôi đi dự một cái buổi vào Linh, và có một cặp vợ chồng của tôi tới Chúa, người Mỹ. Và họ đã kể cái câu chuyện của chính họ. Thật ra thì cái chuyện mà không nhìn thấy chính mình mà nhìn của người khác đó là cái nan đề của thế giới, chứ không phải là của riêng ai. Thì ông kể câu chuyện thế này. Vợ chồng của ông đã rơi vào trong cái chỗ đó là ly thân. Tức là nó căng thẳng đến mức độ là vợ chồng ông đã rơi vào trong chỗ ly thân. Và trong suốt 3 tháng ly thân thì ông cứ cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa, xin Chúa ngài chỉ cho vợ con thấy cái chỗ sai của vợ con, để vợ con phải thay đổi. Thì vợ của ông cũng cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa chỉ cho chồng con thấy cái sai của chồng con, để chồng con thay đổi. Và thế là trong suốt 3 tháng họ cầu nguyện cho nhau như vậy đó, nhưng mà chẳng thấy ai thay đổi cả. Một sáng nọ, khi họ đến với Chúa trong chỗ cầu nguyện, thì họ nghe Chúa nói. Tức là lúc đó hai người ly thân ở riêng với nhau rồi, nhưng mà sau này khi hai người thay đổi rồi kể lại cho nhau đó, thì có nghĩa là đúng lúc đó Chúa phán cùng một lúc với hai người: dừng lại, đừng cầu nguyện cho chồng con nữa. Chúa nói với bên kia: đừng cầu nguyện cho vợ con nữa, hãy cầu nguyện cho chính con. Và chúng ta biết là khi họ bắt đầu, họ để thời gian họ cầu nguyện cho chính họ, một tháng sau
thì Chúa đem hai người gặp lại nhau. Ông chồng đến nói với vợ: em cho anh xin lỗi. Những cái lỗi này, bắt đầu ông kể ra những cái lỗi của ông: anh có lỗi thế này, thế này, thế này, thế này. Vợ cũng nói: anh cho em xin lỗi, em có sai những chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Và cuối cùng sau khi hai người đã xưng ra thì Chúa đem cái mối, cái sự hòa thuận trở lại. Trong khi trước kia, khi họ vẫn cứ cầu nguyện cho nhau thì họ không thấy được cái lỗi của nhau. Họ không được thấy được cái lỗi của mình. Mà khi họ không thấy cái lỗi của mình thì họ làm gì? Họ không thay đổi. Họ không nói lên được cái lời xin lỗi và họ không thể hạ mình xuống được. Nhưng Chúa đã để cho họ cái cơ hội để họ đối diện với chính họ. Ngày hôm nay cũng như vậy. Nhiều khi tại sao chúng ta thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta, ở trong việc bước đi theo Chúa của chúng ta, có rất là nhiều những nan đề trên đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin cất nó đi ra khỏi đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta cứ cầu nguyện nhưng nan đề nó vẫn cứ ở đó. Lý do tại sao? Là bởi vì từ khi chúng ta không có nhận ra chính vấn đề của mình. Ví dụ có những người có mang bệnh tật trong cơ thể và cứ cầu nguyện nhờ hết mục sư này tới mục sư nọ, giáo sĩ kia cầu nguyện, đi hết bác sĩ này tới bác sĩ nọ, nhưng bệnh tật vẫn không hết. Và khi bệnh tật không hết thì họ quay trở lại, họ đổ thừa là cái người này không có ơn, bác sĩ kia không có giỏi. Nhưng thật ra đôi khi họ chỉ cần đối diện với chính họ thôi. Hôm qua tôi có nói chuyện với một người và người đó làm chứng lại thế này. Người đó nói là từ hôm mà người đó thay đổi cái đồng hồ sống, cái đồng hồ sinh học á, tức là người đó không thức khuya nữa, người đó bắt đầu ngủ sớm, thì người đó cảm thấy được ở trong cơ thể mình dường như là tất cả một cái tế bào nó được hồi sinh trở lại vậy đó. Còn trong khi thời gian trước khi mà cứ thức khuya thì người thì lúc nào cũng mệt mỏi, cái tinh thần lúc nào cũng dễ dàng bực dọc. Rồi khi mà tinh thần dễ dàng bực dọc thì làm gì? Bắt đầu đổi thừa cho hoàn cảnh. Ai đến gần cũng bị bực dọc cả. Và cứ nhìn thấy là tại cái người đó làm cho tôi bực đó, tại người đó làm cho tôi khó chịu đó. Nhưng mà đến khi người này bắt đầu đi ngủ sớm trở lại, cái cơ thể bắt đầu nó được phục hồi trở lại, cái tinh thần được tươi mới trở lại, thì tự nhiên không đổi thừa nữa mà nhìn thấy được vấn đề. Những cái vấn đề nhỏ như vậy thôi mà nếu chúng ta không chịu nhìn, không chịu đối diện với chính chúng ta thì chúng ta không thể nào được giải thoát. Chúa muốn giải thoát cho chúng ta, Chúa muốn cho chúng ta được tự do, cho nên Chúa Giêsu mới đến, Ngài mới hy sinh cho chúng ta, Ngài mới chịu chết trên thập tự giá cho chúng ta, Ngài mới bị những lằn roi của Ngài để cho chúng ta được lành bệnh. Chúa muốn cho chúng ta được lành, Chúa muốn cho chúng ta được tự do. Nhưng đôi khi phần của Chúa Ngài đã làm rồi, nhưng phần của chúng ta phải thay đổi cái gì đó của chúng ta lại không chịu thay đổi, chúng ta cứ cố chấp. Chúng ta vẫn giữ những cái quan điểm sống của chúng ta và chúng ta cho rằng quan điểm sống của tôi là như vậy là đúng, nhưng chúng ta lại cứ chấp nhận đối diện với những cái nặng nề ở trong đời sống của mình. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, những người đang ở trong hôn nhân, chúng ta thích một cái bầu không khí hôn nhân gia đình nhẹ nhàng, yêu thương, đầm ấm, hay là chúng ta thích cái bầu không khí gia đình là lúc nào nhìn mặt đối phương cũng hình sự? Chúng ta thích cái hoàn cảnh nào? Chúng ta thích hoàn cảnh thứ nhất phải không ạ? Đúng không? Để có thể có được hoàn cảnh thứ nhất thì Chúa nói với chúng ta đó là gì đây? Chúa đang hỏi với chúng ta rằng tên ngươi là chi? Để được ở trong hoàn cảnh thứ nhất, ở trong sự nhẹ nhàng, ở trong sự đầm ấm, ở trong sự ngọt ngào, ở trong sự yêu thương, thì Chúa hỏi chúng ta thế nào? Tên ngươi là chi? Tức là chúng ta phải tự hỏi, tự trả lời cho chính mình, đừng trả lời giùm người khác. Chúng ta cứ thường nói: Chúa ơi, ảnh như vậy đó. Chúng ta thường nói: Chúa ơi, vợ con nó như vậy đó. Nhưng mà bây giờ Chúa không có hỏi là tên của vợ con.
Chúa cũng không có hỏi là tên của chồng con, nhưng mà Chúa hỏi gì? Tên con. Chúng ta phải trả lời với Chúa đúng câu hỏi. Chúa hỏi tên con là chi? Thì hãy trả lời đúng câu hỏi. Rồi, có những người chờ hoài mà không có thấy người nào tới hốt mình đi hết. Thì cũng nói Chúa ơi, cái xương sườn con ở đâu? Chúa ơi, cái nửa kia của con ở đâu? Nhưng Chúa ngày hôm nay Chúa cũng hỏi tên con là chi? Nhiều khi chúng ta cứ muốn người khác phải thay đổi làm sao đó chỉ để cho thích hợp với mình. Nhưng chúng ta không hề quan tâm đến việc mình phải thay đổi làm sao để cho thích hợp với người khác. Cho nên ngày hôm nay Chúa hỏi chúng ta là tên con là chi? Bản tánh của chúng ta là gì? Chúng ta thường hay có những cái gọi là những cái hoàng tử và công chúa trong mộng, phải không ạ? Và chúng ta, những cái hoàng tử và công chúa trong mộng đó, nó bị ảnh hưởng bởi những cái gọi là chuyện ngôn tình. Nhưng mà có một điều nó thế này nè. Có một điều thế này. Ai cũng muốn ở trong một cái căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho. Đúng không? Ai cũng muốn như vậy hết. Nhưng chúng ta nhìn lại xem chúng ta, cái cách sống chúng ta có gọn gàng hay không? Hay là chúng ta thích quăng, thích bày, chúng ta thích không thích dọn dẹp. Rồi chúng ta lại cứ nói là tại sao tôi đến nhà người khác thì tôi thấy nhà người khác sạch sẽ, thơm tho quá. Còn tại sao tôi về nhà mình, tôi không muốn bước vô nhà? Tại ai? Cái này mấy ông chồng cũng phải trả lời tên ngươi là chi nè. Thấy vợ người khác ấy mắt thèm, về nhà vợ mình nhìn thấy mắt chán. Đây là cái câu nói mà của những ông ở bên ngoài, ở ngoài xã hội họ thường hay nói. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có biết đâu, trước khi chúng ta cưới người vợ của chúng ta đó, thì người vợ chúng ta cũng là cái người mà bao nhiêu người thèm muốn mà không được. Nhưng mà đem về chúng ta chăm sóc làm kiểu gì mà đến nỗi giờ chúng ta nhìn chúng ta cũng chán luôn. Vậy thì lỗi của ai? Cho nên bây giờ Chúa hỏi chúng ta là tên ngươi là chi? Chúng ta muốn hoàn cảnh mình được thay đổi không? Chúng ta muốn hôn nhân mình được thay đổi không? Chúng ta muốn sức khỏe mình được thay đổi không? Chúng ta muốn đức tin mình được thay đổi không? Thì chúng ta phải trả lời với Chúa câu hỏi này: tên ngươi là chi? Bản chất của ngươi là chi? Muốn cái nhà gọn gàng thì phải hỏi lại bản chất của ngươi là gì? Muốn có cơm ngon, canh ngọt thì phải hỏi lại tên ngươi là chi. Ở đây có nghĩa là chúng ta đi về nhà, vợ chồng có cùng nhau nấu ăn hay không? Hay là một người thì mở tivi xem, một người làm động tác mặt tối? Thì chúng ta phải trả lời lại. Và khi trả lời được tên ngươi là chi rồi, thì Chúa sẽ thay đổi. Chúa sẽ thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Giống như Gia-cốp nói rằng tên tôi là Gia-cốp, thì Chúa nói gì? Tên ngươi không còn là Gia-cốp nữa, mà Israel. Và sau khi Gia-cốp đã đối diện với chính mình và đã được Chúa thay đổi cái tên, thì lúc này Chúa mới cho phép Gia-cốp đối diện với Ê-sao. Đoạn 33 đó là cái câu chuyện Gia-cốp đối diện với Ê-sao. Gia-cốp sợ hãi khi đối diện với Ê-sao. Và chúng ta thấy cái nỗi sợ hãi này, đến khi Ê-sao đối diện với Gia-cốp thì nỗi sợ này nó còn nâng lên rất là nhiều qua cái hình ảnh của Gia-cốp. Chúng ta xem Gia-cốp làm gì đây. Đoạn 33 từ câu 4. Nhưng Ê-sao chạy, xin lỗi, tôi đọc từ câu 1. Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa, Ê-sao dẫn 400 người đi đến. Người bèn chia các con Lê-a ra trên và cho hai con đồi. Sắp hai tên đồi và con cái họ ở trước, kế đến Lê-a và con cái nàng, ra trên cùng Giô-sép ở sau chót. Còn người thì đi trước họ và sắp mình xuống đất 7 lần cho đến khi tới gần anh mình. Dù cho ông sợ hãi và dù cho ông có những cái sự sắp đặt gọi là cái thế thủ của ông, nhưng mà để cái vấn đề của Gia-cốp với Ê-sao được giải quyết thì chính Gia-cốp phải là người sắp mình xuống để đối diện trước mặt Ê-sao.
Và chúng ta thấy thế nào? Cái điều Gia-cốp sợ đó là gì? Sợ bị Ê-sao giết. Và cái cách mà ông sắp đặt các con và vợ của ông đó cũng cho thấy rằng ông sợ bị Ê-sao giết. Tại sao vậy? Ông sắp hai con đồi và con của họ ở trước, kế đến con của Lê-a, Lê-a và con của Lê-a, và sau cùng là Ra-chên và Joseph. Tại sao ông lại sắp như vậy? Nếu chúng ta gọi là tâm lý, theo như cái dòng chảy của tâm lý thì chúng ta hiểu thế này: nếu Ê-sao có giết thì hai tên đồi con của họ bị giết trước, kế đến là Lê-a và con của Lê-a là người vợ mà ông không có yêu bị giết kế tiếp, và con của ông với người vợ mà ông yêu có cơ hội để chạy thoát. Ở đây chúng ta đang suy nghĩ theo cái dòng chảy của tâm lý. Và điều đó để cho tôi thấy rằng ông rất sợ Ê-sao giết, không phải giết một mình ông mà còn giết bao nhiêu người nữa, giết những người trong nhà của ông nữa. Ông rất sợ điều đó. Nhưng mà có một điều chúng ta thấy rằng khi mà Đức Chúa Trời Ngài muốn Gia-cốp trở về để đối diện với Ê-sao thì Đức Chúa Trời Ngài đã có một cái kế hoạch cho Gia-cốp. Ngài muốn Gia-cốp quay trở lại để nhận lấy sự thừa kế từ nơi cha của mình thì Ngài sẽ không bao giờ để cho Gia-cốp phải chết bởi Ê-sao. Nhưng có một điều chúng ta bài học ở tại nơi đây, đó là Gia-cốp phải dám trở về để đối diện với Ê-sao. Ngày hôm nay cũng như vậy. Khi Chúa muốn chúng ta làm điều gì cho Chúa, khi Chúa muốn chúng ta dấn thân cho Chúa, hay là khi Chúa muốn chúng ta đối diện với một cái điều gì đó mà chúng ta sợ hãi, nhưng Chúa muốn chúng ta phải đối diện, thì chúng ta phải hiểu rằng Chúa không muốn tiêu diệt chúng ta. Chúa không muốn tiêu diệt chúng ta, bởi vì ý tưởng của Chúa là ý tưởng bình an, không phải là ý tưởng tai vạ. Khi Chúa muốn chúng ta phải đầu phục Chúa để vâng phục Ngài một cái điều gì đó, có nghĩa là Chúa muốn có một cái phần thưởng lớn ở phía sau đó. Và chúng ta thấy rằng để Gia-cốp hưởng được toàn bộ gia tài của Y-sác để lại thì Gia-cốp phải đối diện với cái nỗi sợ. Hay nói khác hơn là cái phần thưởng đó nó nằm ở phía sau cái nỗi sợ mà Gia-cốp đã sợ. Không dám đối diện với cái nỗi sợ thì không thể nhận lấy được phần thưởng. Ngày hôm nay chúng ta cứ luôn luôn muốn nhận được phần thưởng, nhưng mà chúng ta không bao giờ chúng ta muốn đối diện với cái gì cả. Những cô gái muốn được có một người chồng yêu thương, nhưng mà những cô gái lại không học để yêu thương người chồng. Những người chồng muốn có người vợ vâng phục, nhưng mà những người chồng lại không chịu học cái cách để yêu thương người vợ. Chúng ta cứ muốn cái phần thưởng, nhưng cái điều chúng ta cần phải đối diện, chúng ta không đối diện. Chúng ta muốn giống như những tôi tớ của Chúa được đầy ơn, nhưng trả giá chúng ta không dám trả. Đi theo Chúa chúng ta đối diện với một chút xíu áp lực, đối diện với một chút xíu bắt bớ, đối diện với một chút xíu khó khăn, chúng ta không dám đối diện. Nhưng chúng ta lại muốn là phải được ơn giống như những người đầy ơn. Chúng ta không thể nếu chúng ta không chịu đối diện. Nhưng chúng ta biết rằng nếu Chúa muốn chúng ta đối diện, chúng ta hãy mạnh dạn chúng ta đối diện. Bởi vì sao? Bởi vì cái kẻ mà Chúa muốn chúng ta đối diện đó, Chúa sẽ không để cho kẻ đó giết chúng ta. Chúa sẽ không để cho kẻ đó nuốt chửng chúng ta. Chúa không để cho kẻ đó làm hại chúng ta. Nhưng Chúa muốn chúng ta đối diện để Ngài cất đi gánh nặng đó khỏi chúng ta. Và chúng ta thấy rằng khi Gia-cốp nhướng mắt lên nhìn thấy Ê-sao và 400 người đi theo, chúng ta thử suy nghĩ thế nào. Một mình Ê-sao thì còn có thể chống cự nổi phải không ạ? Nhưng mà bây giờ Gia-cốp nhìn lên và thấy cái gì? Ê-sao và 400 người đi theo.
Trong khi nhà Gia Cớp có bao nhiêu người? Trước mắt thì nhà Gia Cớp có khoảng 15 hay 16 người gì đó. 12 đứa con. Vợ chồng Gia Cớp với bốn bà vợ là 17 người. Chắc có thêm một vài con đòi gì đó, một vài cái người hầu nữa. Thì cho nên chúng ta cũng thể có thể gọi là khoảng cho 40 người đi. Nhưng mà đối diện với bao nhiêu? 400 người. Nhướng mắt lên nhìn thấy Ê-sao và 400 người. Đôi khi ngày hôm nay cũng như vậy. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta nhìn vào trong thực tế đời sống chúng ta, chúng ta cũng thấy giống như Gia-cốp thấy Ê-sao và 400 người vậy. Chúng ta thấy rằng chúng ta không có thể có đường nào để ta có thể thoát ra được. Chúng ta không có một lối thoát nào cho đời sống của mình hết. Nhưng mà có một điều, nếu Chúa muốn chúng ta đối diện thì có nghĩa là chúng ta đối diện thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Và chúng ta thấy hoàn cảnh thay đổi thế nào? Ê-sao, xin lỗi, Gia-cốp sắp mình 7 lần để đi đến trước mặt của Ê-sao. Có nghĩa là bây giờ Gia-cốp chấp nhận đầu hàng. Gia-cốp chấp nhận mọi cái hậu quả nó sẽ xảy đến, một cái cơn giận mà Ê-sao có thể giáng ở trên mình. Và để có thể Gia-cốp chấp nhận được điều đó, Gia-cốp phó thác đời sống của mình, mọi thứ của mình vào trong tay của Chúa, để Gia-cốp sắp mặt, sắp mình xuống. Thì điều gì? Những cái đánh của cơn giận không giáng xuống trên Gia-cốp. Những cái thanh gươm chém xuống của cơn giận không có ở trên Gia-cốp. Nhưng mà trái lại, một cái ôm của tình yêu thương. Chúa biến đổi từ thù hận sang tình yêu thương. Chúa biến đổi từ đau khổ ra nặng nề. Chúa cởi áo tang để mặc vào trong đó sự áo của sự vui mừng. Ngay lập tức khi Gia-cốp dám đầu phục và đối diện. Nếu Gia-cốp không dám đối diện thì Gia-cốp vẫn cứ mang gánh nặng đó ở trên đời sống của ông. Mặc dù Đức Chúa Trời đã làm việc ở trong lòng của Ê-sao rồi. Chúng ta thấy chỗ này nè, Đức Chúa Trời đã làm việc ở trong lòng của Ê-sao để Ê-sao tha thứ cho Gia-cốp rồi. Nhưng nếu Gia-cốp không dám đối diện thì Gia-cốp sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ mà Đức Chúa Trời đã hành động ở trong tấm lòng của Ê-sao. Cho đến khi Gia-cốp phải đối diện. Ngày hôm nay đời sống của mỗi chúng ta có những cái nỗi sợ của riêng mình. Chúng ta có những cái gánh nặng của riêng mình. Có thể cái gánh nặng đó của chúng ta cũng giống như gánh nặng của Gia-cốp, đó là cái gánh nặng và cái nỗi sợ nó xảy ra do lỗi lầm khi xưa mà chúng ta có một nỗi sợ. Và đôi khi chúng ta làm cách nọ, chúng ta làm cách kia để chúng ta muốn bù đắp vô trong cái nỗi sợ đó, để cho cái nỗi sợ đó nó vơi nhẹ đi, chứ chúng ta không dám đối diện. Giống như Gia-cốp vậy. Gia-cốp gửi bầy chiên đi, gửi bầy thứ nhất, rồi chưa yên tâm gửi bầy thứ hai, phải không ạ? Rồi Gia-cốp khi đối diện với Ê-sao, Gia-cốp sắp con cái, vợ con theo thứ tự để làm gì đó để cho nó vơi nhẹ đi. Thì ngày hôm nay cũng như vậy. Đôi khi chúng ta có những cái điều gì đó nó xảy ra trong quá khứ của chúng ta mà bây giờ Chúa muốn chúng ta phải đối diện với nó để được giải quyết. Đôi khi cái đối tượng chúng ta cần phải đối diện nó có thể là chúng ta đối diện với cha mẹ của mình. Đôi khi chúng ta đối diện với chính con cái của mình. Đôi khi chúng ta đối diện với anh chị em của mình. Đôi khi chúng ta đối diện với những người mà trước đây có thể chúng ta đã có những cái sự sai trật gì đó với họ. Hoặc là chúng ta phải đối diện với chính cái hậu quả của những điều trong quá khứ chúng ta đã làm ra. Thì chúng ta đối diện thì nó sẽ được cất đi. Còn nếu chúng ta cứ tìm cách để chúng ta bù lỗ giống như Gia-cốp thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể được giải quyết. Rồi, và Gia-cốp đã được tha thứ. Gia-cốp đã được tiếp nhận. Cái gánh nặng của Gia-cốp đã được giải quyết. Nhưng có một vấn đề nữa. Đó là sau khi hòa hảo với lại Ê-sao rồi,
Lẽ ra Gia-cốp phải đi thẳng về nhà cha, đúng không ạ? Nhưng Gia-cốp đã không đi thẳng về nhà cha. Gia-cốp đóng trại ở tại thành chung với dân thành Si-chem. Và nó có một cái nan đề xảy ra. Gia-cốp có một đứa con gái. Và đứa con gái đó bị hoàng tử của thành Si-chem chiếm đoạt. Rồi Simeon và Lê-vi nổi giận về điều đó và lập mưu và giết toàn bộ những người ở trong thành Si-chem. Và Gia-cốp lại đối diện với một nỗi sợ khác ở trong Sáng Thế Ký đoạn 34, từ câu 30 cho đến hết đoạn 34. Gia-cốp bèn nói cùng Simeon và Lê-vi rằng: bay xuôi cho tao bối rối, làm cho dân xứ này là người Canaan và người Pherusit oán ghét tao. Tao đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao thì chắc tao và nội nhà sẽ bị tàn hại. Đó là cái điều mà Gia-cốp, một cái nỗi sợ khác mà Gia-cốp đối diện. Nỗi sợ này nó không phải đến từ cái lỗi lầm của Gia-cốp. Nỗi sợ này nó không phải đến từ những cái gì ở trong quá khứ của ông. Nhưng nỗi sợ này nó đến từ đâu? Nó đến từ bên ngoài. Nó đến từ bên ngoài. Và chính vì cái nỗi sợ này mà Gia-cốp đã không dám tiếp tục đi trở về nhà cha của mình. Và Gia-cốp cứ ở lại chỗ này. Và khi Gia-cốp ở lại chỗ này thì đoạn 35, Đức Chúa Trời lại hiện ra với Gia-cốp một lần nữa và kêu Gia-cốp phải đi. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: hãy trỗi dậy đi lên Bê-tên mà ở và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là đấng đã hiện ra cùng ngươi. Tại sao Chúa phải muốn Gia-cốp phải về Bê-tên? Tại vì giao ước của Chúa lập với Gia-cốp ở tại đó. Tại vì sự thừa kế của Gia-cốp sẽ ở nơi đó. Nhưng mà đằng này, khi Gia-cốp sợ dân thành xung quanh và Gia-cốp đã không dám đi đến Bê-tên. Ngày hôm nay chúng ta cũng đôi khi chúng ta cũng đối diện với nỗi sợ này. Chúng ta cũng tin Chúa rồi, chúng ta cũng vâng theo Chúa để bỏ đi những cái gì của quá khứ để chúng ta bước đi theo Chúa. Nhưng có một điều, chúng ta cũng không dám đến với nhà của Đức Chúa Trời, không dám mạnh mẽ để bày tỏ đức tin của chúng ta ra với Chúa. Giống như Gia-cốp vậy. Gia-cốp ở yên tại nơi của mình đóng trại. Gia-cốp không dám đi tiếp nữa. Trở về nhà La-ban thì Gia-cốp không trở về. Nhưng mà đi tới để về Bê-tên thì Gia-cốp cũng không dám đi. Có ai trong chúng ta khi chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta đang rơi vào trong cái nỗi sợ này không? Gọi là tiến thối lưỡng nan. Đi tới thì không dám đi, sợ dân thành xung quanh họ sẽ giết chúng ta. Nhưng mà thụt lùi thì cũng không dám thụt lùi, bởi vì mạng lệnh của Chúa biết rằng Chúa muốn chúng ta phải về quê, phải về quê hương. Ngày hôm nay cũng như vậy, chúng ta chối Chúa, chúng ta không dám chối Chúa, nhưng mạnh mẽ bước theo Chúa chúng ta cũng không dám bước theo. Tại sao vậy? Mạnh mẽ bước theo Chúa thì chúng ta sợ. Sợ cái gì? Sợ những người xung quanh. Có thể bình thường chúng ta ngồi đây, chúng ta bày tỏ đức tin, chúng ta ca hát, chúng ta nhảy múa, chúng ta không có sợ gì hết. Nhưng mà tôi chỉ cho chúng ta thấy rằng có những lúc tự nhiên chúng ta sợ những người xung quanh. Tôi ví dụ nha. Có ai đã từng đi vào trong quán ăn mà trước khi ăn chúng ta bị đau đầu bắt đắc dĩ không? Chúng ta biết đau đầu bắt đắc dĩ không? Đau đầu bắt đắc dĩ là sao ạ? Có nghĩa là thay vì là chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa về thức ăn, nhưng mà chúng ta ngồi ở trong quán ăn á, tự dưng chúng ta có một nỗi sợ gì đó. Chúng ta sợ những người xung quanh, chắc họ ăn thịt chúng ta hay gì á. Cho nên là chúng ta không có dám cầu nguyện. Mà không cầu nguyện á thì không có được, mà cầu nguyện thì sợ những người xung quanh. Thế là khâm xuống bóp đầu. Chúng ta thấy cái nỗi sợ này nó quen thuộc với mình không? Thật ra thì tôi dùng một cái hình ảnh đó, một hình ảnh bình thường là chúng ta thường hay đối diện với như vậy. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng trong những lúc đó, tại sao chúng ta lại không dám cầu nguyện? Nó có một cái nỗi sợ gì đó, mà thật ra nỗi sợ đó chẳng có ai đem đến cho chúng ta. Tự nhiên chúng ta sợ thôi. Và chính vì có những cái nỗi sợ đó mà chúng ta không dám mạnh mẽ để bước ra, để cho người ta biết chúng ta là ai. Không dám mạnh mẽ để bày tỏ đức tin của chúng ta, không dám mạnh mẽ để bày tỏ Chúa của chúng ta ra.
Và chính vì như vậy mà chúng ta không kinh nghiệm được Chúa. Chúng ta không kinh nghiệm được những cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa muốn Gia-cốp phải đi. Cho nên Chúa gọi như thế nào? Hãy đứng dậy, hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở. Và chúng ta thấy khi Gia-cốp vâng lời Chúa, điều gì xảy ra? Sáng thế ký đoạn 35 câu 5. Đoạn chúng khởi hành, Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Trước đây Gia-cốp sợ không dám đi đúng không? Nhưng mà khi Chúa muốn Gia-cốp đi thì chúng ta thấy rằng Chúa có hành động của Ngài. Nhưng mà lúc nào thì Chúa hành động? Đoạn chúng khởi hành, rồi Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành chung quanh. Vậy giờ tôi hỏi anh em, khi Gia-cốp chưa khởi hành thì sự kinh hãi có đến cho những người xung quanh chưa? Chưa. Khi họ chưa khởi hành thì dân các thành xung quanh vẫn đang ghét họ, vẫn tìm cách giết họ, vẫn rình rập họ, vẫn lăm le họ, vẫn lấn ép họ. Nhưng mà khi họ làm gì? Họ khởi hành thì Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho những người xung quanh. Vậy thì để cho Đức Chúa Trời Ngài hành động thì Gia-cốp phải vâng lời để hành động. Và khi Gia-cốp vâng lời để hành động thì Đức Chúa Trời cũng sẽ hành động ngay lập tức. Nếu chúng ta không vâng lời để chúng ta hành động thì Đức Chúa Trời sẽ không hành động. Tôi đưa ra chúng ta thấy những cái câu chuyện thế này để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không làm vì sợ thì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ binh vực chúng ta. Giả dụ như thế này, chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta biết rằng tin Chúa rồi chúng ta không có ăn đồ cúng, không có dự đám giỗ, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn bị người khác mời những cái tiệc như vậy, đúng không? Chúng ta có từng rơi vào trong hoàn cảnh đó chưa? Chúng ta đã từng rơi vào trong hoàn cảnh đó rồi. Và lúc này thay vì chúng ta nói rằng xin lỗi, tôi bây giờ tôi tin Chúa rồi, tôi không có ăn đồ cúng nữa, tôi không có dự đám giỗ được, thay vì chúng ta nói như vậy thì chúng ta sợ, chúng ta không dám nói, bắt đầu chúng ta biện lý do: ôi bữa nay xin lỗi nha, bữa nay bận, bữa nay kẹt cái việc bất đắc gấp lắm, không thể dự được, hay bữa nay không có được khỏe, rồi sáng giờ đau đầu quá ngồi dậy không nổi. Chúng ta đủ thứ cái lý do tại sao chúng ta không dám nói thật. Tại sao không dám nói thật? Sợ, đúng không ạ? Và khi chúng ta cứ không dám nói thật, chúng ta sợ như vậy, chúng ta cứ đối diện với nó hoài. Lần này chúng ta đau đầu, không lẽ lần sau còn đau đầu nữa? Cho nên lần sau có đám giỗ họ lại làm gì? Họ mời tiếp, họ mời tiếp. Bây giờ chúng ta thấy đau cái gì nữa? Tại sao chúng ta không dám nói thật? Bởi vì chúng ta sợ. Nhưng tôi nói với anh em, nếu anh em dám bước đi thì Đức Chúa Trời sẽ giáng, Đức Chúa Trời sẽ hành động. Gia đình của chúng ta trước đây cũng vậy đó. Khi mới dọn về cái nơi ở mới, tức là gia đình của ba má tôi luôn đó, anh chị em chúng tôi đó, khi dọn về cái nơi ở mới thì ở quê mà người ta rất là quý hàng xóm, cho nên là đám gì người ta cũng mời cả. Thế là đám giỗ là thường là cái đám thường xuyên nhất, năm nào cũng có đám, thậm chí một nhà một năm hai ba đám. Và thế là ta mời. Thì ban đầu ba ta nói: ồ bữa nay kẹt quá, bữa nay lỡ hẹn với ông anh bà chị gì đó đi ruộng, đi gặt lúa, đi đào đất gì đó, thôi xin lỗi. Thì nói: ơ không sao, cái vài tháng sau cái lại mời đi đám giỗ tiếp, cái lại xin lỗi, lại không đi, biện lý do khác. Và khi mà không đi biện lý do khác thì bắt đầu người ta đem thức ăn qua người ta cho. Chúng ta thấy hoàn cảnh này quen phải không? Người ta đem thức ăn qua người ta cho, thì người đem thức ăn người ta cho thì từ chối thì không dám từ chối, mà ăn thì đương nhiên là không ăn. Cho nên là nhận thức ăn xong người ta vừa đi thì ở đây đổ bỏ. Nhưng mà có một điều đó là khi người ta thấy mình nhận thức ăn, thế là những lần sau người ta lại đem thức ăn người ta cho.
Cứ như vậy, cứ lặp đi lặp lại, hết lần nói dối này tới lần nói dối khác. Cho đến một hôm thì ba má tôi quyết định nói thật, nói thẳng là chúng tôi là người tin lành, chúng tôi tin Chúa, chúng tôi không dự đám giỗ và chúng tôi cũng không ăn đồ cúng. Thế là Đức Chúa Trời bắt đầu hành động. Ngài tự dùng cái miệng của những người đó nói cho, nói giùm. Những cái nhà hàng xóm mà có đám đó thì ta nói đừng có mời nhà ông đó, nhà ông đó không có đi đám giỗ đâu, ông tin lành đó. Là từ đó về sau thoát khỏi cái chuyện đi đám giỗ. Nhưng mà vẫn chưa hết. Thoát được cái đi đám giỗ rồi, nhưng mà người ta vẫn đem thức ăn người ta cho. Ta nói người ta đem, người ta còn biết, người ta đem cái này là không có cúng, cái này là múc ở trong nồi ra chừa đó. À, và làm gì? Vị nể, nhận. Và thế là ta không mời đám giỗ nữa, nhưng mà đám nào ta cũng đem đồ ăn ta cho hết á. Cho đến một hôm thì lại một lần nữa phải dám đối diện. Chúng tôi không ăn đồ cúng và chúng tôi cũng không ăn đồ đám giỗ. Cho nên là đừng đem thức ăn mà tổ chức đám giỗ hay đám thôi nôi, đám đầy tháng để cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ không ăn. Thì người ta sẽ hỏi, ủa tại sao vậy? Mình lại có cơ hội mình giải thích, mình lại có cơ hội mình nói về Chúa. À, sau khi đã giải thích, sau khi đã nói về Chúa rồi, thì từ đó họ không cho thức ăn nữa. Và chúng tôi hoàn toàn được tự do ra khỏi điều đó. Và cái điều chúng tôi sợ đó là sợ mình nói người ta sẽ xa lánh mình, người ta sẽ ghét mình. Thì thật sự người ta không xa lánh, người ta không ghét. Cái tình cảm hàng xóm người ta vẫn giữ cho mình rất là quý trọng. Chỉ có một điều đó là nhà ông đó đáp dỗ đừng mời, họ không đi đâu. Đó, chúng ta thấy rằng Gia-cốp khởi hành thì Đức Giê-hô-va bèn giáng sự kinh hãi cho những người xung quanh. Khi chúng ta quyết định chúng ta hành động theo cái điều mà Chúa muốn thì Đức Chúa Trời sẽ binh vực, Đức Chúa Trời sẽ hành động. Còn nếu như chúng ta vẫn cứ làm gì tránh né, chúng ta tránh né thì chúng ta cứ gặp nó hoài. Chúng ta càng tránh né chúng ta càng gặp nó. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy qua cái điều mà Gia-cốp, những cái điều mà Gia-cốp đối diện đây. Thứ nhất là Gia-cốp đối diện với nỗi sợ do cái lỗi của mình đã từng làm ra. Thứ hai, Gia-cốp đối diện với chính mình. Thứ ba, Gia-cốp đối diện với Chúa như lời của Gia-cốp đã nói: tôi đã đối diện với Đức Chúa Trời và linh hồn tôi được giải cứu. Và thứ ba, thứ tư, Gia-cốp đối diện với chính những cái nỗi sợ từ ở bên ngoài nó gieo tới. Và khi Gia-cốp dám đối diện thì từng cái nỗi sợ của Gia-cốp được Chúa giải quyết, từng cái nặng nề của Gia-cốp được Chúa giải quyết, và cuối cùng Gia-cốp đã nhận được y như điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông, đó là ông được thừa hưởng sản nghiệp từ cha của mình để lại. Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta là người đồng thừa kế, là người thừa kế của Đức Chúa Trời và là người đồng thừa kế với Đấng Christ. Đức Chúa Trời Ngài muốn mọi chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Ngài, kinh nghiệm được sự giàu có, sự thịnh vượng, sự bình an của Ngài. Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta ở trong sự vui mừng, ở trong sự thỏa nguyện. Nhưng để chúng ta được điều đó thì Đức Chúa Trời cũng đòi hỏi mọi chúng ta phải đối diện. Cho nên nếu điều nào mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đối diện thì chúng ta biết rằng Ngài muốn chúng ta được tự do ngay chỗ đó. Hoàn cảnh nào mà Ngài muốn chúng ta đối diện thì chúng ta biết rằng Ngài muốn chúng ta được tự do chỗ đó. Nhưng chúng ta phải đối diện thì chúng ta mới tự do. Còn nếu chúng ta trốn tránh, chúng ta sẽ gặp lại nó. Chúng ta tránh né, chúng ta sẽ gặp lại nó. Chúng ta tìm cách chúng ta làm một cái gì đó để chúng ta bù đắp, nhưng mà chúng ta không dám đối diện, chúng ta sẽ gặp lại nó. Giống như trường hợp gia đình của tôi, cứ hôm nay tôi bận nha, thì lần sau người ta lại mời tiếp. Hôm nay tôi kẹt công việc nha, thì lần sau người ta lại đem cho chúng tôi đối diện tiếp. Nhưng mà khi dám đối diện, dám nói, Chúa sẽ giải cứu. Mỗi một người trong chúng ta có cái hoàn cảnh của mình.
Có người thì đó là, có thể đó là sức khỏe, có người thì đó là tài chính về kinh tế, có người thì đó là hôn nhân, có người thì đó là vấn đề con cái, có người thì đó là công việc làm, và có người thì nó là một cái gì đó. Nhưng mỗi một người chúng ta đều có những cái nỗi sợ mà Chúa muốn chúng ta phải đối diện. Và nếu Chúa muốn chúng ta đối diện thì chúng ta nên mạnh mẽ để đối diện. Và nếu ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta phải đối diện, hãy mạnh mẽ để đối diện. Và thậm chí như Gia-cốp sắp mình xuống để đối diện, cũng phải đối diện. Để làm gì? Để được giải cứu. Tôi đã đối diện cùng Chúa và linh hồn tôi được giải cứu. Tôi đã đối mặt cùng Chúa và nan đề tôi được giải cứu. Tôi đã đối diện với Chúa, tài chánh kinh tế tôi được giải cứu. Tôi đã đối diện với Chúa, sức khỏe tôi được giải cứu. Tôi đã đối diện với Chúa, hôn nhân tôi được giải cứu. Hãy đối diện với Chúa để Chúa giải cứu tất cả những hoàn cảnh của chúng ta. Amen.